Sao ngủ dưới đây con? Nào tôi đi xuống ôm mẹ hồi nào thế? Ê, đi ra, đi ra. Ấy, đi. Đi ra ra, tôi mới. Đi mẹ thôi. Úi trời ơi. Ôm cho mẹ nó chết. Đi. Sữa bắp cho Lily uống nha. Ngon quá. Hai, bỏ cái này vào một bên nha. À, cắm thử này. Chia tay này. Ngon hả? Ừ. Lily thích uống sữa, mẹ luộc nhiều rồi. Hôm nay mẹ sẽ làm sữa bắp cho con Lily uống nha. Đói bụng rồi đấy. Cứ vậy hồi nào mà mình không gọi mẹ hả? Mẹ ngủ mê, mình ngủ say quá, mẹ không biết Lily xuống trong ôm mẹ khi nào luôn ấy. Đây. Cho vào cối nha. Đứng lên đây, đứng lên mẹ, đứng lên mẹ nè. Đây, đứng lên mẹ nè, đứng lên đây. Đấy, mọi người đây. Đứng đây, đứng đây mẹ nào, đứng đây. Đấy, xin mẹ làm này. Rồi cho mẹ. Nào, đi lên mở tủ lấy đi con. Đưa mẹ. Đóng tủ lại con, đóng tủ lại đã. Đóng tủ lại cho mẹ nè. Đóng.
đóng tủ lại con, đóng lại. Rồi, đây với mẹ nào. Con biết không? Đây, 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 đây. Cầm cho mẹ. Đã ngon đâu, đã nấu lên đâu. Còn thiếu sữa nữa các bạn. À rồi rồi cầm. Rồi cầm cái cầm tay cầm đây là đúng rồi. À rồi, đây. Đi giỏi quá, đi giỏi quá. Đã ngon chưa? Đây mới là bắp thôi mà, đây còn ra nước hết rồi còn đâu, đây là cái xác thôi. Xong rồi, xong rồi. Lên bếp với mẹ nè. Đây, bắt đầu lên bếp nha. Đây, đây, đây. Ăn chưa? Ngon chưa? Đấy. Rồi, hôm nay mình cắt đi. Bật bếp lên. Khói đều tay nha, chứ không là nó bị xít đáy đấy nha. Sắp có món sữa tươi ngon uống rồi. Ui, ngon quá, ngon quá. Ui. Cầm đi nào, cầm hai tay, cầm hai tay. Ui dồi ôi. Hút nhanh thế. Ui. Ngon quá nha. Uống hết là mẹ lấy tiếp nha. Mẹ sợ con uống không hết. À. Không mà được. Ui. Nào nào, lấy thế nào, lấy thế nào. Đấy, con cầm hút đi, con cầm hút hút. Đúng rồi. Ngon không? Đấy, chưa bắt đầu no rồi đấy. Đúng rồi. Dại quá. Đây đây, đây đây con. Rồi hút đi con. Ngay mà còn hút không hết được một ly này rồi. Hút mạnh lên, hút mạnh lên, nhúng lên, đấy đấy. Sữa bắp ngon quá nha. Bắt đầu no rồi đấy.
Không uống no đúng không? No là thôi, no là thôi nè. Nha. Ôi. Không cần thức ăn cho, không cần thức ăn nè, không ăn nữa, uống gì thôi. Ở trong đây mẹ. Rồi, kiếm cái miệng chút rồi kìa. Này uống làm gì? Ở đây, bôi vào tay mẹ nha. Lấy miệng này nè, đưa miệng mẹ nè, đưa miệng với mẹ. Qua đây, miệng mẹ. Đó, miệng đó. Rồi, đi vô nhà, tìm Lumi chơi đi. Nha. Mẹ làm chi hả? Đứa cái mẹ làm chi á? À, sao sao á? À, sao? Ôi kéo mẹ đi kìa, từ từ. À, rồi từ từ. Sao hả? Làm sao? À, cũng muốn đổ cái này trong cái này liên tắc hết hả? À, ôi rồi cũng muốn bỏ ra uống rồi trời ơi, sao à, mồ bỏ ra nữa. Rồi rồi bỏ vô trong cắt đúng không? Nè ơi, uống no rồi còn gì? Xong rồi.